Cậu bé thiểu năng này là Dahan, bởi vì để kiếm $1 một ngày, cậu chấp nhận làm ngựa, bị đánh đập và sỉ nhục mà không dám phản kháng. Một hôm, người quản gia giàu có đến khu ổ chuột. Ông ta chọn ra một người với mức lương $1 một ngày, đến nhà lão làm ngựa cho thiếu gia cưỡi. Thông qua sự quan sát tỉ mỉ, cậu thiếu niên tên Dahan đã được chọn. Dahan bị thiểu năng trí tuệ nhưng cậu đáp ứng được yêu cầu của quản gia. Thân thể khỏe mạnh, tốc độ chạy nhanh. Ngày đầu tiên Dahan đi làm, cậu cõng thiếu gia đến trường. Bởi vì bị lạc đường nên đến muộn, vị thiếu gia liền bực dọc nhìn thấy Dahan ngồi ở chuồng ngựa đợi mình. Thiếu gia muốn chơi khăm Dahan, cậu ta đến nhà vệ sinh, dùng nước tiểu tè lên tường một chữ. Sau đó nói với Dahan, tao đã viết tên của mày ngựa. Nhưng vốn dĩ Dahan không biết chữ, cậu cũng không biết nó có nghĩa gì. Tan học, thiếu gia cùng bạn học chơi trò cưỡi ngựa. Lúc mới bắt đầu, Dahan cõng thiếu gia chạy trước. Nhưng người làm sao mà so với ngựa thật được chứ? Dahan nhanh chóng mất sức ngã trên mặt đất. Nhìn các bạn học ngày càng sạt. Thiếu gia không ngừng cầm roi, đập vào người Dahan ra hiệu đứng dậy. Không còn cách nào, Dahan vì kiếm tiền, cậu lại dùng chút sức lực đứng dậy đuổi theo, về nhà. Sau khi Dahan giúp thiếu gia tắm rửa, cậu kết thúc công việc của một ngày. Dahan cầm hóa $1 quay trở về nhà. Trên đường đi, cậu vui mừng vừa chạy vừa hét lớn, bởi vì $1 đó đủ để cả gia đình ăn uống. Gia đình cậu đang ở trong ống cống. Ngày thứ hai, tiểu thiếu gia không phục, cậu ta lại bắt Dahan tham gia cuộc thi. Nếu như thua sẽ không trả tiền công ngày hôm đó, bởi vì kiếm tiền Dahan đồng ý. Nhưng lần này cậu lại thua rồi, liên tục bị người khác đánh bại ngã lăn quay ra. Thiếu gia vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu ta liền đuổi Dahan đi. Dahan nghe thấy vậy liền bật khóc đầy oan ức, bởi vì để giữ được công việc kiếm được $1 một ngày, cậu bắt đầu nhảy, làm các động tác từ xấu xí ngộ nghĩnh để thiếu gia vui vẻ. Nhưng đối với tiểu thiếu gia mà nói, Dahan chỉ là một công cụ rẻ mặt. Nhưng Dahan vẫn không chịu bỏ cuộc, để không bị mất việc, cậu phải kiếm tiền. Dahan đi theo con đường thiếu gia đến trường. Tiểu thiếu gia bảo Dahan nhặt cho cậu ta một viên đá, Dahan nghe lời làm theo. Thiếu gia thay đổi vẻ mặt, cầm đá ném Dahan liên tục. Vì để kiếm tiền, vì gia đình, với Dahan những thứ này có là gì. Ngược lại, Dahan còn nhặt thêm mấy viên đá nữa, đưa cho thiếu gia để ném mình. Cậu cứ đi theo thiếu gia đến trường như vậy. Rất nhanh sau đó, Dahan phát hiện cơ hội đến rồi. Thiếu gia không thể tự mình xuống xe lăn được, cậu nhờ bạn bè giúp nhưng không ai chịu giúp cậu bé. Dahan vội vàng chạy đến quỳ trước mặt thiếu gia, để thiếu gia cưỡi trên lưng của mình. Bởi vì để có lại công việc, cậu lại làm ngựa cho người ta cưỡi. Nhưng trong lúc nghe giảng, thiếu gia vẫn không quên chọc ngoáy Dahan, cậu ta ra hiệu 5 ngón tay, tỏ ý bảo Dahan nhặt cho cậu ta 5 viên đá, nhân lúc thầy giáo không chú ý, cậu ta sẽ cầm đá ném vào người Dahan. Dahan không dám phản kháng, chỉ ngồi chịu đau, nuốt nước mắt vào trong. Dahan chịu oan nhưng không nói cho ai biết. Khi Dahan ra chợ, cậu lặng lẽ ngồi ngơ ngác ngắm cô gái nhỏ đối diện, hai người thật ra không quen biết nhau. Chỉ là Dahan âm thầm mến mộ cô gái. Đối với Dahan, cô như một vì sao cậu không thể nào với tới, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Hôm đó thiếu gia lại dùng roi đánh Dahan, dùng tay bóp miệng cậu, làm bộ dạng như mình đang cưỡi ngựa trong cuộc thi. Nào ai biết, sâu thẳm Dahan vẫn nhẫn nhịn để kiếm tiền. Dahan bị đánh hết lần này đến lần khác nằm trên đất, nhưng vẫn dùng sức lực để đứng dậy. Sau đó xông vào đối thủ, vì để cổ vũ Dahan, thiếu gia mời cậu ăn kem. Dahan nhìn thấy những người qua đường đều ăn kem, cậu há miệng ra rồi lại thôi. Dahan cõng thiếu gia tay cầm que kem, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía chợ. Dahan cầm que kem cho cô gái cậu thầm thương yêu. Sau khi thiếu gia phát hiện ra bí mật của Dahan, cậu ta liền nói mình cũng thích cô gái này. Dahan thấy vậy, cậu nói cô gái là của cậu, cậu không đồng ý. Đây là lần đầu tiên Dahan phản kháng. Ngày thứ hai, thiếu gia vì muốn báo thù Dahan, cậu ta bắt Dahan cõng mình đến trước mặt cô gái kia, rồi đưa từng đồng tiền trong tay mình cho cô gái. Cô gái cảm kích rơi nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Dahan hiểu ra bản thân vô dụng, chẳng thể cho cô thứ gì. Mỗi ngày vất vả cậu cũng chỉ kiếm được $1, ngay cả công việc cũng là thiếu gia ban. Trong lòng Dahan buồn bã, nhìn thấy thiếu gia không ngừng sỉ nhục mình, Dahan tức giận để cậu ta ngã xuống đất, sau đó quay người rời đi cũng không quay lại. Thiếu gia thấy Dahan đi thật rồi, cậu không có chân làm sao mà tự về nhà được. Trong lòng thiếu gia liền hoang mang, cậu dùng hai tay di chuyển nhanh chóng đuổi theo Dahan. Đừng để lại tôi một mình, cậu quay về cho tôi. Nhưng cho dù thiếu gia có la hét thế nào, Dahan vẫn cứ đi không quay đầu lại. Cho đến khi thiếu gia dùng sức đuổi kịp Dahan, cậu ta ôm lấy chân của Dahan khóc lóc. Sau đó nhanh chóng trèo lên lưng của Dahan, sau đó lại lớn tiếng đánh chửi Dahan. Lần này, Dahan để im cho thiếu gia chút giận. Từ sau lần đó, thái độ của thiếu gia càng thô bạo hơn. Trên lưng Dahan đeo yên ngựa, cậu không có suy nghĩ, cũng không có tình cảm. Thiếu gia ngồi trên lưng Dahan, dùng sức kéo sợi dây khiến Dahan đứng dậy, bắt cậu chạy không ngừng nghỉ. Dahan trở thành ngựa thực sự. Thậm chí thiếu gia còn để Dahan cho những đứa trẻ khác chơi đùa, Dahan không có quyền từ chối. Lúc đó có một đứa trẻ cầm tiền đi đến, cậu ta nói nếu như Dahan có thể chạy bong bóng ngựa, cậu ta sẽ đưa cho thiếu gia $200. Thiếu gia vui vẻ nhận tiền.
sau đó gọi người mang hai móng ngựa đi đến, dùng đinh đóng móng ngựa vào chân của Dahan. Dahan đau đớn kêu lên. Từ đó trở đi cậu đã thật sự trở thành ngựa. Dahan bị thiếu gia trói ở trong chuồng ngựa, bị bắt ăn cỏ. Lúc đầu Dahan la hét và cố gắng chống cự, nhưng sau đó Dahan đã chịu đựng. Nhung vẫn chưa xong, thiếu gia sai người đi mua mũ đội đầu ngựa. Sau đó bắt Dahan phải đội lên, Dahan ngoan ngoãn đưa đầu ra để đội. Thiếu gia hạ lệnh ngày mai Dahan phải đeo mũ đầu ngựa đến đón cậu ta đi học. Trời dần tối, Dahan quay trở về nhà của mình, đó là chiếc cống ở khu ổ chuột. Cậu phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn dậy sớm, cậu phải ngoan ngoãn cho chủ nhân cưỡi. Không lâu sau, một ngày một đô la, giọng nói, tôi cần cậu ta lại vang lên. Vô số những đứa trẻ súng lại đòi thuê, nhưng Dahan đi đâu lại không có ai biết. Bộ phim đến đây là kết thúc. Câu chuyện xoay quanh bộ phim là một đứa trẻ vì gia đình nghèo khó, dưới áp lực của cuộc sống, cậu đã tình nguyện làm ngựa cho người ta cưỡi. Điều này thật vô lý nhưng lại là hiện thực. Có thể bạn cảm thấy thật tàn nhẫn, nhưng bởi vì cuộc sống, đã có rất nhiều người chấp nhận làm ngựa cho người ta. Cảm ơn mọi người đã đón xem, hẹn gặp lại.